Enrico Caruso. Khi Enrico Caruso mất năm 1921, hồi 48 tuổi, hàng triệu người buồn rầu vì giọng hát của thời đại đã bật hẳn từ ngày đó. Ông đã tắt nghỉ trong tiếng vỗ tay khen ông ở khắp thế giới văng vẳng bên tai ông. Ông làm việc quá sức, bị cảm hàn nhẹ, nhưng ông coi thường không thèm chữa. Và suốt 6 tháng, ông can đảm chống cự với thần chết, trong khi 1 triệu tín đồ yêu ông cầu nguyện cho ông qua khỏi. Giọng hát mê hồn của Caruso không phải là do trời cho, mà là phần thưởng của nhiều năm gắng sức, kiên nhẫn luyện tập, giữ vững quyết định. Mới đầu giọng ông nhỏ quá, nhẹ quá, đến nỗi thầy dạy hát bảo ông: anh không thể hát được, anh không có giọng, anh hát như tiếng gió thổi vào cửa lá sách vậy. Trong nhiều năm giọng ông vỡ ra, và một lần ông bị thính giả huýt còi. Ít người đã được uống cạn ly rượu thành công như ông, vậy mà hồi danh ông thịnh nhất. Nhớ lại thời xưa đã thất bại, ông thường đau đớn đến xa lệ. Má ông mất khi ông 12 tuổi, và từ đó bất kỳ đi đâu, ông cũng mang theo một tấm hình của bà cụ. Bà cụ sinh 21 lần, mà chỉ nuôi được có 3 người con. Vốn quê mùa, cụ có biết gì khác ngoài sự làm ăn khó nhọc và nhẫn nhục đau khổ. Vậy mà cụ có linh tính báo rằng một người con trai của cụ có thiên tài, danh tiếng sẽ vang lừng, và không có việc nào ích lợi cho con mà cụ không làm dù phải hy sinh rất lớn. Caruso thường vừa khóc vừa nói: má, tôi nhịn mua giày dép đi chân không để tôi có tiền học hát. Hồi ông mới 10 tuổi, thân phụ ông bắt ông thôi học, cho ông vào làm trong một xưởng. Mỗi tối sau khi làm việc xong, ông học đàn, nhưng mãi đến năm 21 tuổi, ông mới được vui vẻ ca hát từ giã xưởng. Người ta cho ông hát trong một quán cà phê, không chịu trả công ông, mà chỉ cho ông ăn bữa tối. Ông vồ ngay lấy cơ hội ấy. Sau cùng, ông được hát trong một nhạc kịch trường. Lần đó mới thực là lần may mắn đầu tiên của ông. Trong lúc diễn thử, ông bị kích thích quá, thành thử giọng ông bể ra như những mảnh kính. Ông thử đi, thử lại mấy lần, nhưng kết quả chỉ tai hại. Ông khóc mướt, chạy về nhà. Lần đầu ra sân khấu, ông lảo đảo, đến nỗi thính giả huýt còi phản đối. Lần đó, ông chỉ đóng một vai tạm để thay thế vai chính. Một tối vai chính thình lình đau mà ông không có mặt ở rạp. Người ta bảo đi tìm ông khắp đường phố. Sau cùng người ta thấy ông trong một tiệm rượu gần say khướt. Hay tin ông chạy một mạch về rạp. Tới nơi ông hết hơi, người nóng bừng vì rượu và vì không khí trong phòng thay quần áo. Rồi thình lình trái đất quay như trong chóng. Và khi Caruso bước ra sân khấu, ông hát bậy bạ như điên, cả rạp nhao nhao lên phản đối. Sau buổi hát đó, ông bị đuổi. Hôm sau ông đau lòng quá, thất vọng quá, muốn tự tử. Trong túi chỉ còn mỗi 1 đồng, đủ để mua 1 chai rượu. Ngày hôm đó ông nhịn đói. Và đúng lúc ông đương nghĩ nên tự tử cách nào, thì một người nhạc kịch trường sai tới, đẩy cửa bước vào la: Caruso, về rạp ngay đi, thính giả không muốn nghe ca sĩ đó nữa. Họ huýt còi, đuổi hắn ra khỏi sân khấu rồi. Họ la, đòi anh ra, đòi anh cho kỳ được. Caruso đáp: đòi tôi? Họ khùng hả? Tại sao lại đòi tôi? Họ có biết tên tôi là gì đâu mà đòi tôi. Họ không biết tên anh thật, nên họ bảo gọi cái anh say rượu hôm qua ra. Thì là anh, chứ còn ai nữa. Khi Enrico Caruso mất, ông có mấy triệu bạc. Chỉ riêng một việc hát để người ta thu thanh vào đĩa, ông cũng kiếm được 400.000 anh kim rồi. Nhưng vì nhớ lại cảnh nghèo hồi bé, nên ông mới cần kiệm, ghi hết thảy những chi phí bất kỳ lớn nhỏ vào một cuốn sổ cho tới khi ông chết.
có lẽ phút vui nhất trong đời ông là lúc ông được bồng đứa con gái ông lần đầu. Ông nói đi nói lại hoài rằng ông chỉ cần đợi khi nào con gái ông lớn một chút, chạy lang sang trong nhà và mở được cửa phòng ông mà vô là ông mãn nguyện rồi. Và một hôm ở Ý, ông đứng bên cạnh chiếc dương cầm thì sở nguyện của ông thực hành được. Con gái ông chạy vô, ông bồng nó lên, rồi nước mắt ròng ròng ông nói với vợ: "Mình còn nhớ không? Anh chỉ mong mỏi được thấy lúc này." Không đầy một tuần sau, ông mất. Các bạn vừa nghe câu chuyện về Enrico Caruso trong cuốn 40 gương thành công tại trang www.guongdanhnhan.vn. Mời bạn chọn nghe câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn.